Thưa quý vị và các bạn, đâu đó sau ánh sáng của sự hào nhoáng hoa lệ của Sài Gòn, đâu đó chúng ta lại bắt gặp được những hình ảnh những con người vẫn miệt mài mưu sinh tất bật. Họ có thể là những anh lao công, thợ điện hay là những cô ve chai, chú xích lô, chị bán vé số, vân vân. Và hôm nay xin cho phép những người thực hiện chương trình được dành một chút thời lượng để ca ngợi về họ, những con người vẫn ngày đêm lao động miệt mài bất kể nắng mưa, ngày thường hay ngày nghỉ. Mời quý vị cùng đến với những hình ảnh rất chân thực mà ống kính phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận được ngay sau đây. Sài Gòn lạc nhau là mất, cái ở người đi đến vô tình. Thế nhưng trong dòng người tấp nập nhộn nhịp ấy, dòng quay của chiếc xe xích lô vận chuyển xe dòng và giọt mồ hôi vẫn thấm ướt lưng người lái. Bên hè phố, anh lao công vẫn đang quét dọn rác và cô gia trai vẫn đang cần mẫn làm việc. Nắng trú mình trong cơn mưa, với những phần đời mưu sinh khó nhọc vẫn bước qua đây, cho Sài Gòn chút bình yên mỗi ngày. Gắn bó với công việc hơn 10 năm nay, anh Võ Chân Tám phần nào hiểu được nỗi vất vả nay đây bãi đó của các anh em trong nghề. Là một người thợ điện nhưng cũng chính là khách hàng sử dụng điện, anh hiểu nỗi khổ sự khó chịu của khách hàng khi mất điện giữa trời nắng nóng. Thế nên dẫu trưa nắng hay mưa ngập thì họ vẫn luôn có mặt kịp thời để khắc phục sự cố điện. Và niềm vui của người dân chính là động lực giúp anh và dù đồng đội gắn bó với nghề đến tận bây giờ. Thì nói chung là thời tiết thì đúng là năm nay có vẻ nó khắc nghiệt thật sự, đúng là anh em công nhân làm ngoài đường á thì cũng rất là mệt, thì nhất là những bữa nắng thì nó làm cho con người mình nó có cảm giác như là bị choáng. Còn đây là anh Dương Thanh Sơn, người đã gắn bó với nghề lao công gần 10 năm nay. Làm nghề lao công là đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự hôi hám, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều làm cho anh cảm thấy buồn hơn hết là chính là thái độ, ý thức của một bộ phận người dân trong việc bảo vệ môi trường. Làm lúc cố gắng làm thật nhanh, sạch để đường phố lúc nào cũng đẹp. Thế nhưng chỉ cần 15 phút sau khi quét xong, đoạn đường đó là quay về trạng thái bất vệ sinh như lúc ban đầu. Những ngày lễ Tết trong năm, ai cũng quây quần bên mái ấm của mình. Ai cũng khao khát có được những cảm giác hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Nhưng tránh sao khỏi những phút chạnh lòng bởi công việc đặc thù của nghề. Những người lao công với anh Sơn sẵn sàng gác lại hạnh phúc của mình để hoàn thành trọng trách mà không một lời nào ca thán. Điều kiện kinh tế của mỗi gia đình đều khác nhau, chạy xe ôm cũng là một nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, nghề này lại đòi hỏi các bác tài phải thật sự tích cực, chịu khó mới có thể bám trụ được lâu với nghề. Với sự xuất hiện của nhiều loại xe ôm khác nhau nên mức cạnh tranh hiện nay ngày càng lớn. Nhiều bác tài vẫn không kể nắng mưa miệt mài với công việc của mình, mong kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng vẫn không thoát khỏi những trường hợp quái quâm của nghề. Bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa, hàng ngày trên các tuyến đường Sài Gòn, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh của chú xích lô, chú bán vé số. Làn da đang sạm vì nắng, những giọt mồ hôi vì gánh mưu sinh, và có đôi lúc chịu không nổi vì thời tiết khắc nghiệt. Nhưng những con người này vẫn cứ cố gắng, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Cứ thế đều đặn mỗi ngày, những con người này với những nghề khác nhau vẫn miệt mài lao động để mưu sinh vì manh áo gạo tiền. Tuy công việc nặng nhọc gian lao, nhưng họ vẫn làm nghề bằng chính cái tâm của mình, mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và cho cuộc đời.